Xin chào tất cả mọi người. Có rất nhiều các bạn học sinh cũng như có một số các thầy cô giáo vẫn hay thường liên hệ với tôi qua điện thoại cũng như là Zalo, Facebook để hỏi về lập trình điều khiển robot Gió Lai. Tuy nhiên thì tôi thấy các thầy cô rất vất vả, cũng như các bạn học sinh rất vất vả trong cái công việc chúng ta dò lai, chúng ta mò mẫm, chúng ta loay hoay, rất tốt thôi. Tuy nhiên, để làm được thì các bạn học sinh cũng như các thầy cô giáo, chúng ta nên có một chút cái hiểu tổng thể, cách chúng ta phân tích bài toán mà chúng ta phải làm. Ví dụ ở đây tôi ví dụ đường màu đen này là cái đường lai mà con robot chúng ta phải thực hiện đi theo cái đường lai này. Thì thứ nhất ở đây tôi minh họa bằng chiếc xe robot. Thứ nhất thì trường hợp 1 thì chúng ta quan sát là cái cảm biến của con robot, thì chúng ta quan sát là ở đây tôi minh họa bằng hai cái chấm tròn, thì cái chấm tròn cảm biến mà nằm trong đường lai màu đen nó không nhận được tín hiệu trả về, thì nó đang hiện tại đang màu trắng và nằm ngoài đường lai thì là màu đỏ. Vậy ví dụ không nhận tín hiệu trả về, đã có một cái video tôi giới thiệu rằng là cái cảm biến siêu âm này trả về giá trị thì nằm trong vạch màu đen sẽ trả về giá trị không đạt ngưỡng, nên trả về giá trị là 0, còn nằm ngoài thì là giá trị là 1. Vậy trường hợp thứ nhất chúng ta có thể ghi luôn ra đây cho dễ nhớ là trường hợp 1 là chúng ta quan sát là thấy robot đang lệch về phía trái. Trường hợp 1 là robot lệch trái. Lệch trái thì cái cảm biến chúng ta quan sát đây, cảm biến bên trái bằng 1, bên phải bằng 0, trái lệch ra ngoài bằng 1, phải nằm trong đường lai thì phải bằng 0. Vậy trái bằng 1 và phải bằng 0, đó là trường hợp đầu tiên. Trường hợp thứ hai thì chúng ta thấy rằng chiếc xe robot của chúng ta đang lệch sang phía phải, thì ngược lại với bên trường hợp 1 là lệch sang bên trái, thì chúng ta thấy rằng lệch sang bên phải, thì cái cảm biến bên phải nằm ngoài đường lai thì bằng 1, và cảm biến phía bên trái nằm trong đường lai bằng 0. Vậy trường hợp 2 là robot lệch phải, thì cảm biến trái bằng 0 và phải bằng 1. Trường hợp tiếp theo thì chúng ta thấy rằng là trường hợp thứ ba thì cả hai cảm biến đều nằm trong đường lai và giá trị trả về của cả hai cảm biến này là đều bằng 0. Trường hợp 3 robot không lệch ở phía nào, hay chúng ta gọi là thẳng, hay là nằm trong lai gì vân vân, thôi tôi tạm gọi là thẳng.
thì cái cảm biến của chúng ta là trái bằng 0 và phải bằng 0. Đó là ba trường hợp cơ bản. Theo các bạn thì còn chúng ta còn trường hợp nào khác nữa không? Chúng ta còn một trường hợp khác. Đó là trường hợp thứ tư. Cả hai cảm biến đều ra ngoài đường lai. Thì trường hợp thứ tư cả hai cảm biến đều ra ngoài đường lai thì cả hai cảm biến đều trả về giá trị là 1. Trường hợp 4. Robot ra ngoài. Thì chúng ta thấy rằng là trái bằng 1, phải bằng 1. Ok, thế bây giờ cái cách mà chúng ta giải quyết từng trường hợp 1. Thứ nhất là trường hợp 1 thì chúng ta thấy rằng robot của chúng ta đang bị lệch sang phía trái. Vậy thì để robot đi được theo đường lai thì chúng ta phải rẽ phải, lệch trái thì rẽ sang phải để robot đi vào trong đường lai. Tương tự như vậy, trường hợp 2 thì chúng ta phải rẽ trái. Trường hợp thứ 3 nằm trong đường lai rồi thì chúng ta chỉ việc đi thẳng. Trường hợp thứ 4 là robot chúng ta nằm ngoài đường lai. Vậy chúng ta sẽ có một vài cái hướng để xử lý. Một là chúng ta có thể lùi lại. Hai, rẽ trái để tìm lai. Ba là chúng ta rẽ phải để tìm lai. Đó là tôi vừa phân tích với lại tất cả các bạn về các cái trường hợp và cách giải quyết của từng trường hợp một. Hy vọng là khi mà minh họa đường lai và các con robot sẽ giúp cho các bạn cũng như các bạn học sinh, các thầy cô giáo chúng ta tham khảo có thể hiểu rõ hơn.